Để tiện cho quý vị theo dõi, chúng tôi xin được giới thiệu đội hình xuất phát của hai đội. Số 30 Washington Brandao và số 94 là Mauricio. Đây là những cầu thủ sẽ đá chính bên phía câu lạc bộ Viettel. Và như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp 1 này thì các cầu thủ của câu lạc bộ Viettel trong bộ trang phục màu trắng sẽ bảo vệ cầu môn phía bên tay phải màn hình của quý vị. Văn Thành, cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vào lưới Viettel. Một cú dứt điểm từ xa và như vậy là đã có bàn thắng đầu tiên cho Hoàng Anh Gia Lai. Một cú dứt điểm rất đẹp mắt. Bàn thắng đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải năm nay. Bàn thắng đã được ghi ở ngay phút thứ tư của trận đấu. Rất ấn tượng. Đó là một cú dứt điểm không thể cản phá của Công Phượng. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại bàn thắng này. Như vậy là Hoàng Anh Gia Lai đã có được cho mình bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Một bàn thắng từ rất sớm. Và đây, một cú ra chân của cầu thủ mang áo số 10. Bóng đi theo một quỹ đạo cực kỳ khó chịu. Và thủ môn Nguyên Mạnh đã không thể làm gì. 1-0 cho Hoàng Anh Gia Lai ngay khi trận đấu mới bước sang phút thứ tư. Hồng Duy là người thực hiện quả ném biên. Hoàng Đức, đường chuyền rất tốt của Hoàng Đức. Làm gì đây? Và như vậy là câu lạc bộ Viettel đã có được bàn thắng để san bằng cách biệt. Gần như trong cơ hội đáng kể đầu tiên của mình trong trận đấu này thì câu lạc bộ Viettel đã có được pha lập công. Trận đấu đã được trở về thế cân bằng. Giovane, cầu thủ mang áo số 94 là người đã dứt điểm tung lưới thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Hoàng Đức tỏa sáng với một pha chuyền bóng đầy nhạy cảm và sau đó thì Giovane đã cho thấy đẳng cấp của mình với một pha thoát đi và dứt điểm ở góc hẹp. Kim Đông Su là người đã không thể theo kèm Giovane và để cho cầu thủ mang áo số 94 dứt điểm thành công. Phạm lỗi rồi. Tình huống phạm lỗi vừa rồi của Gia Hà đã khiến cho cầu thủ này phải nhận một tấm thẻ vàng. Đó là pha phạm lỗi với cầu thủ mang áo số 30 Washington Brandao. Một tình huống cố định đánh đầu không vào. Một tình huống đánh đầu rất nguy hiểm của trung vệ Kim Đông Su. Trong một tình huống lên tham gia tấn công thì Kim Đông Su suýt chút nữa đã có cho mình bàn thắng ở V-League 2022. Rất kín kẽ. Kim Đông Su dứt điểm ngay. Như vậy là bóng đã chạm tay một cầu thủ bên phía của câu lạc bộ Viettel trong vòng cấm. Một quả penalty dành cho Hoàng Anh Gia Lai. Đức Chiến là cầu thủ đã để bóng chạm tay và phải nhận một tấm thẻ vàng. Công Phượng. Và như vậy là đã có bàn thắng thứ hai cho Hoàng Anh Gia Lai. 2-1. Một cú dứt điểm trên chấm 11m hoàn hảo của Công Phượng. Những màn ăn mừng quen thuộc của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai kể từ mùa giải năm ngoái. Phút thứ 26 của trận đấu và Hoàng Anh Gia Lai đã một lần nữa vượt lên. Sẽ là một trận đấu rất đáng nhớ với cầu thủ mang áo số 10 của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Có vẻ như Công Phượng cũng đã phần nào bị trượt chân trong cú dứt điểm, nhưng không vấn đề gì, bóng vẫn bay vào lưới. Hoàng Đức là người đang đứng trước bóng. Một quả đá phạt. Bóng đã chạm người Công Phượng. Vẫn đang là Hoàng Đức. Tiếp tục là một tình huống treo bóng vào trong. Có thể dứt điểm của Hoàng Đức dành cho Dương Văn Hảo. Và Dương Văn Hảo đã quyết định thực hiện một tình huống dứt điểm ngay. Bây giờ chúng ta nhìn thấy huấn luyện viên Kiatisak, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Xuân Trường. Một tình huống phối hợp giữa bộ ba Xuân Trường, Tuấn Anh và Công Phượng. Văn Toàn, rất nhiều khoảng trống cho Văn Toàn, sẽ là cơ hội chăng? Tình huống căng ngang của Văn Toàn rất đẹp. Chưa thể có bàn thắng thứ ba cho Hoàng Anh Gia Lai. Tuấn Anh là người đã có pha băng vào trong tình huống vừa rồi. Khá đáng tiếc khi Tuấn Anh chưa thể có được cho mình một bàn thắng.
rất nhiều khoảng trống dành cho Văn Toàn. Washington Randall đã không thể chạm bóng. Thì thủ môn này đã thi đấu xuất sắc. Phạm lỗi. Tiếp tục một tấm thẻ vàng nữa được rút ra. Và chủ nhân là Văn Thanh, có chiều cao và thể hình tương đối ấn tượng như là Mauricio hay là Kim Dong-su. Một pha bóng nguy hiểm, không thể có bàn thắng cho câu lạc bộ Viettel. Trái bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Trương Văn Thiết là người đã thực hiện từng huống ám sát. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Đã có đôi chút sơ hở trong tình huống phòng thủ của Kim Dong-su. Bóng chạm chân Kim Dong-su và mở ra một cơ hội không thể rõ ràng hơn cho Trương Văn Thiết với một pha áp sát rất nhanh. Và bây giờ là một cơ hội khác dành cho câu lạc bộ Viettel. Diêu Văn này đã ngã trong vòng cấm. Trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Ra Ha có thể dứt điểm. Cơ hội. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại pha bóng này để xem Giovane có thực sự bị phạm lỗi hay không. Đó là pha va chạm của hai cầu thủ cùng mang áo số 94, Mauricio và Giovane. Một pha xử lý của Hữu Thắng. Giovane có cơ hội. Làm gì đây? Một đường chuyền bóng bẩm vào trong và cố gắng thực hiện một cú đánh đầu. Không thể có pha dứt điểm từ xa. Và áp sát nhanh của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Giovane có vẻ như đang bị chuột rút. Một cầu thủ khác của Hoàng Anh Gia Lai đã sẵn sàng, đó là số 24. Cầu thủ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, Trần Bảo Toàn, một trong những người hùng của đội tuyển U23 Việt Nam. Tại năm nay, tiền vệ sinh năm 2004, mới chỉ 18 tuổi. Pha xử lý tốt của Hữu Thắng dứt điểm. Và như vậy là đã có bàn thắng san bằng tỷ số 2 đều cho câu lạc bộ Viettel. Một đường chuyền phải nói là vô cùng ấn tượng và đẳng cấp của Hữu Thắng, loại bỏ toàn bộ những cầu thủ phòng ngự bên phía câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Và kết quả là người đồng đội của anh đã mang về bàn thắng để san bằng cách biệt tỷ số 2 đều. Chúng ta sẽ cùng xem lại pha bóng này. Cầu thủ ghi bàn là cầu thủ mang áo số 17 bên phía của câu lạc bộ Viettel, đó là Nguyễn Đức Hoàng Minh. Một đường chọc khe từ giữa sân của Hữu Thắng. Và Nguyễn Đức Hoàng Minh cũng đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình.